Kính chào quý khán giả và quý bà con. Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc, hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Nhiều mặt hàng sản phẩm nông nghiệp Lâm Đồng sẽ có mặt tại hệ thống trung tâm thương mại siêu thị Aeon. Người nuôi tôm nhiều địa phương đang điêu đứng vì nắng nóng, tôm chết, thiệt hại tiền tỷ. Chuyên mục con số hôm nay, Mỹ gây sốc khi áp thuế bán phá giá 0% với tôm Việt Nam. Chuyên mục chuyện nhà nông, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ cho cà phê Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một tin vui với ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Đó chính là Bộ Công Thương vừa ký thỏa thuận với tập đoàn Aeon về việc mua hàng hóa Việt Nam với số lượng 500 triệu USD một năm. Trong đó, chủ lực vẫn là các mặt hàng liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn của các địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với tỉnh Lâm Đồng xúc tiến việc tổ chức tuần lễ hàng Đà Lạt Lâm Đồng tại Aeon trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là giới thiệu, trưng bày cũng như ký hợp đồng cung cấp các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Đà Lạt Lâm Đồng cho các hệ thống trung tâm thương mại siêu thị của Aeon. Đây quả thật là một tin vui của tất cả bà con tỉnh Lâm Đồng. Theo các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, hiện nay các sản phẩm mang thương hiệu Đà Lạt Lâm Đồng đã có mặt tại các hệ thống trung tâm thương mại siêu thị của Aeon. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm này chỉ mới thông qua đường tiểu ngạch, mang tính nhỏ lẻ, chưa có sự liên kết cụ thể. Chính vì vậy, thông qua tuần lễ hàng Đà Lạt Lâm Đồng tại Aeon, các nông sản, đặc sản có lợi thế cạnh tranh của Lâm Đồng sẽ được ký kết tiêu thụ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng của hệ thống Aeon. Qua đó giúp khẳng định thương hiệu nông sản Đà Lạt Lâm Đồng, nâng cao giá trị cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp địa phương. Được biết, Aeon là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu trên thế giới. Hiện nay, đơn vị có trên 16.000 trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, hệ thống trung tâm thương mại siêu thị Aeon tập trung chủ yếu tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những kênh tiêu thụ đầy tiềm năng của nông sản đặc sản Đà Lạt Lâm Đồng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị và bà con, hiện nay Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lâm Đồng quản lý 56 dự án với số tiền gần 23 tỷ đồng cho 761 hộ vay. Các dự án tập trung cho nông dân vay cải tạo, chăm sóc cà phê, hồ tiêu, trồng rau, hoa theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa, bò thịt, trồng dâu, nuôi tầm. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đã tăng trưởng hơn 916 triệu đồng. Trong đó, các cấp hội đã vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân được hơn 116 triệu đồng. Ngân sách cấp huyện cấp bổ sung 800 triệu đồng. Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã kịp thời hỗ trợ và có ý nghĩa thực sự quan trọng đối với nông dân, nhất là các nông hộ khó khăn có cơ sở đầu tư, sản xuất. Thưa quý vị và quý bà con, nhằm giảm áp lực tiêu cực lên tài nguyên rừng, một giải pháp có hiệu quả cần nhân rộng đó là tạo an sinh xã hội với các hội nông dân thông qua nâng cao sinh kế bằng cải thiện kỹ thuật chăn nuôi bò. Mô hình đã triển khai một năm nay tại các hộ đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương thuộc dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững, hợp phần 3 do tổ chức GK Nhật Bản và các bên liên quan hỗ trợ. Sau thời gian triển khai tại 17 hộ, người dân đã hiểu về lợi thế cải tiến chuồng bò và bán nuôi nhốt, đàn bò sinh trưởng nhanh, ít bệnh, dễ tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh, thay đổi tập quán thả rông, tăng số lượng bò thêm 21 con, sử dụng nguồn phân làm nông nghiệp hữu cơ. Người dân tận dụng bờ ta luy, ranh giới đất để trồng cỏ lấy thức ăn cho bò. Về kinh tế, chi phí đầu tư chuồng trại, lớp đệm sinh học bình quân 13 triệu đồng một hộ. Sau 2,5 tháng, người dân thu được 118 mét khối phân để bán hoặc bón cây trồng, giá bán phân 800.000 đồng một mét khối. Thu nhập bình quân hàng tháng trên một hộ từ phân 2,22 triệu đồng. Về môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ phân bò, chuồng trại không có mùi hôi, giảm sự phá hoại rau màu, chống sạt lở ta luy, giảm tác động tiêu cực lên môi trường rừng. Liên tục chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với những thông tin cập nhật về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, cùng với các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Bộ, Cà Mau đang bước vào cao điểm nắng nóng, mức nhiệt tăng không chỉ đe dọa đến nhiều diện tích rừng tràm mà ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc chăn nuôi, trồng trọt của người dân, trong đó có nghề nuôi tôm. Nắng nóng gay gắt,
mực nước trong ao nuôi giảm thấp, độ mặn tăng cao, kết hợp với sự xuất hiện của một số cơn mưa trái mùa được nhận định là nguyên nhân chính khiến nhiều diện tích nuôi tôm, nhất là loại hình nuôi quảng canh cải tiến bị ảnh hưởng. Cái mấy tháng mà nước mát thì con tôm nó có thể lớn nhanh, ăn nắng nóng quá nó ảnh hưởng đến sức khỏe con tôm rất chậm lớn. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 45 hectare nuôi tôm công nghiệp, hơn 1.300 hectare nuôi tôm quảng canh cải tiến bị dịch bệnh, tăng hơn 430 hectare so với cùng kỳ. Phần lớn diện tích nuôi tôm bị dịch bệnh xảy ra từ đầu tháng 3 đến nay, tập trung khu vực Bắc Cà Mau. Các loại bệnh chủ yếu là đỏ thân, đốm trắng, gan tụy, mức độ thiệt hại từ 30% đến 50% năng suất. Trong khi người nuôi tôm ở Cà Mau đang lo lắng trước tình trạng tôm nuôi bị dịch bệnh, thì thưa quý vị và bà con, những ngày qua, người nuôi tôm tại Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên cũng đang đứng ngồi không yên vì tình trạng tôm hùm chết hàng loạt. Hàng loạt biện pháp được cơ quan chức năng và người dân triển khai, nhưng với tình trạng vùng nuôi bị ô nhiễm kết hợp với lượng lồng tôm thả trên Vịnh Xuân Đài quá dày, thì những giải pháp hạn chế tôm hùm chết triển khai lúc này vẫn chỉ là hướng giải quyết tạm thời. Tôm hùm chết hàng loạt tại xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, đỉnh điểm thiệt hại là cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2019. Theo thống kê chưa đầy đủ của trạm thú y thị xã Xuân Phương, đến đầu tháng 4 năm 2019, có ít nhất 27 hộ nuôi bị thiệt hại với gần 13.000 tôm hùm bị chết. Trong đó có 2.160 con tôm thịt loại 0,3 đến 0,8 kg một con và gần 11.000 con tôm hùm con, ước thiệt hại ban đầu khoảng 3,6 tỷ đồng. Người ít vài trăm con, người nhiều đến cả ngàn con. Tôm sao được 800, mà hồi bữa tôi quất 1.000 tôm con chết hết rồi. Cái Vịnh Xuân Đài đây đúng là bữa nay thiếu oxy cục bộ là mình đốn trước rồi mà mình tránh cũng kịp. Tôm nhà ở nhà mấy cha con thì cũng rất là bữa vừa rồi cũng bị mấy trăm con. Đi tới cái lành nước nó đi tới đâu rồi chết tới đó chứ không còn gì à. Tại xã Xuân Phương, nơi có tôm hùm chết hàng loạt, nhiều điểm thu gom tôm hùm chết trong những ngày này. Mỗi điểm trung bình mỗi ngày thu mua từ vài tạ đến cả tấn. Tôm hùm chết với các biểu hiện tôm bị ngộp, gãy râu và phổ biến nhất là đầu tôm bị bám đầy màu chỉ, dấu hiệu của vệ sinh kém, môi trường bẩn. Tôm chết liên tục đang dấy lên những nỗi lo với người nuôi, sợ thảm cảnh năm 2017 lặp lại, khi đó cả vùng nuôi này thiệt hại lên đến ngàn tỷ đồng do tôm chết. Liên tục chương trình, chuyên mục con số hôm nay, Mỹ gây sốc khi áp thuế bán phá giá 0% với tôm Việt Nam. Chàng trai 9X ở miền Tây khởi nghiệp thành công từ sản phẩm khô cá sấu chưa từng có trên thị trường. Chuyên mục chuyện nhà nông, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ cho cà phê Lâm Đồng. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, xin mời quý vị và bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 0%, đây là con số được nhắc đến rất nhiều trong những ngày qua liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu thủy sản. Theo đó, phía Hoa Kỳ đã đồng ý áp thuế suất bằng 0% cho hai bị đơn bắt buộc là công ty Sauta và công ty Nha Trang, đồng thời cũng là mức thuế bằng 0% cho gần 30 bị đơn còn lại. Đây là kết quả từ đợt công bố mức thuế sơ bộ cho lần xem xét hành chính thứ 13 trong vụ kiện chống bán phá giá tôm Việt Nam và Mỹ. Đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu tôm cho biết đây là tin vui cho ngành chế biến và xuất khẩu tôm Việt Nam bởi mức thuế này chứng tỏ các doanh nghiệp Việt Nam đã cung cấp số liệu thỏa đáng tới Bộ Thương mại Mỹ. Mức thuế sơ bộ này là cơ sở tốt để đạt được mức thuế thấp nhất ở phán quyết cuối cùng sắp tới. Năm 2018, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 637,7 triệu USD và phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh của nguồn cung đối thủ cùng với thuế chống bán phá giá của thị trường này. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết Mỹ được xác định là thị trường tăng trưởng chủ chốt của tôm Việt Nam trong năm 2019. Hiệp hội đặt mục tiêu xuất khẩu mặt hàng này đạt trên 4 tỷ USD trong năm nay nhờ một loạt hiệp định thương mại tự do đang và sắp có hiệu lực. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và quý bà con, hầu hết những ai khi nghe đến cá sấu đều tỏ vẻ lo ngại, thậm chí khiếp sợ. Thế nhưng thịt cá sấu những năm gần đây đang trở thành sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Và quan tâm đến thị trường này, một chàng trai 9X ở An Giang đã nảy sinh ý tưởng kinh doanh mới lạ từ sản phẩm thịt loài động vật nuôi này. Đó là sản xuất khô cá sấu.
Đến với công việc sản xuất khô cá sấu khoảng 2 năm nay, anh Phạm Chí Thiện, 27 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đã mạnh dạn đầu tư cơ sở chuyên sản xuất khô cá sấu lạ nhất vùng bảy núi trong sự e ngại lẫn hiếu kỳ của người xung quanh, bởi đây là loại khô chưa từng có trên thị trường. Trong cái này nó đến với mình cũng một cái là cái duyên, tại vì lúc trước mình cũng làm về bên da cá sấu cho nên mình mới biết đến cái thịt khô này. Khô cá sấu thì lúc trước không có ai làm đâu, nên mình mới tự làm thử. So với các loại khô thông thường, công đoạn chế biến khô cá sấu đều được thực hiện bằng phương pháp thủ công, không quá cầu kỳ, cũng không đòi hỏi kỹ thuật công phu, nhưng phải đảm bảo thịt tươi ngon, phải mất đến 7kg thịt cá sấu tươi mới làm được 1kg khô. Trung bình mỗi tháng, cơ sở này xuất bán khoảng 1 tấn khô cá sấu, có giá dao động từ 300 đến 400 ngàn đồng 1kg. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là tại thành phố Hồ Chí Minh. Là từ khi mình làm cái này thì mình thấy cái thu nhập trong gia đình thì nó hiệu quả hơn. Mình tạo công việc làm được cho anh em tất cả trong gia đình hết luôn. Ai cũng có thu nhập hết. Với nghề làm khô đặc biệt này, hiện tại mỗi tháng anh Thiện thu về khoảng 200 đến 300 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở của chàng trai 9X này còn giúp giải quyết được việc làm cho một số lao động tại địa phương. Những hướng đi mới như câu chuyện của anh Phạm Chí Thiện chắc chắn sẽ gợi mở nhiều điều cho tư duy khởi nghiệp của nhiều người. Và trong nội dung tiếp theo của Chuyện Nhà Nông, chúng ta hãy cùng trở lại với vùng đất Lâm Đồng để đến với câu chuyện về một loại cây công nghiệp huyền thoại. Vâng, thưa quý vị và bà con, cà phê là cây trồng chủ lực của Lâm Đồng, nhưng nó đang được thay thế dần bởi một số cây trồng khác, bởi giá trị kinh tế của nó mang lại không cao. Đặc biệt là trong thời kỳ giá cả mặt hàng này xuống thấp, hầu hết các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, chế biến cà phê tại Lâm Đồng đang gặp không ít khó khăn. Và để có thể nâng cao giá trị cà phê địa phương, không có con đường nào khác là nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Lâm Đồng hiện đạt sản lượng cà phê trung bình mỗi năm khoảng 450.000 tấn. Trên địa bàn có 92 doanh nghiệp và 472 hộ kinh doanh cá thể tham gia hoạt động thu mua và chế biến cà phê với tổng công suất khoảng 300.000 tấn cà phê nhân. Riêng việc chế biến cà phê bột toàn tỉnh có 58 doanh nghiệp với tổng công suất đạt khoảng hơn 1.600 tấn mỗi năm. Theo nhiều đơn vị sản xuất chế biến cà phê Lâm Đồng, ngoài vấn đề vốn, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ, thì vấn đề chất lượng nguồn nguyên liệu cũng chính là lực cản để có được một sản phẩm cà phê chất lượng có tính cạnh tranh cao. Chỉ có trường hợp sản xuất theo một cái tiêu chuẩn nào đó thì cái hàng nông sản của mình khi mà thu hoạch đó, nó đảm bảo về vấn đề cái thuốc bảo vệ thực vật nó không còn nhiều trong đó thì mình mới nói chuyện là bán đi nước ngoài. Nhận thức được các vấn đề đó, hàng năm ngành chức năng và các tổ chức doanh nghiệp Lâm Đồng đã tổ chức thi tuyển, trao giải các sản phẩm cà phê ngon nhằm khuyến khích người sản xuất cà phê chất lượng cao ngay trên đồng ruộng. Tuy nhiên, nội dung này mới chỉ triển khai đối với cà phê Arabica, một loại cà phê đặc sản của Lâm Đồng mà chưa được triển khai rộng rãi trên các loại cà phê khác. Các doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian vừa qua là cũng có rất nhiều doanh nghiệp đã mở cái hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn, và từ cái mở đó thì họ thu mua trực tiếp sản phẩm của người dân và cũng có cái hướng dẫn cho người dân về cách chăm sóc, chế biến và cũng như thu hoạch cái sản phẩm, và từ cái đó nó đã nâng cao cái giá trị cho người dân để cái trên một cái đơn vị diện tích sản xuất. Trong thời gian gần đây, nông dân sản xuất cà phê Lâm Đồng không chỉ chú trọng đầu tư trên đồng ruộng mà còn chú trọng công tác bảo quản sau thu hoạch và chế biến. Nhiều mô hình máy sấy cà phê và việc phơi cà phê trong nhà kính được ứng dụng đã giúp nông hộ không phải lệ thuộc vào thời tiết. Hạt cà phê không bị ẩm mốc mà giữ được đầy đủ hương vị của nó. Cùng với đó là việc gắn kết với các đơn vị thu mua đã tạo nên một chuỗi khép kín giúp nâng cao giá trị cà phê. Thưa quý bà con, đã đến lúc sản xuất cà phê cũng như các nông sản khác không chỉ được chú trọng về sản lượng mà cần chú trọng đến chất lượng và các phương thức liên kết sản xuất đến tiêu thụ theo nhu cầu của thị trường. Đó mới thực sự là hướng đi bền vững mà nền nông nghiệp cần hướng tới nhằm đạt được lợi nhuận và nâng cao thu nhập trên từng đơn vị sản xuất. Nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện về số 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.